Em chào anh, em là Huyền ở Spesa Hàng Mỹ. Đây là cái lọ bổ gan, cái lọ này là nhà em dùng luôn này, và em order từ web chính hãng. Thì đây là cái lọ này là em đang dùng này, và đây là cái viên bổ gan ở trong cái lọ này ra. Con để im, anh cắt đi, để em cắt cho anh xem nha. Cái này là vẫn còn đang ở Mỹ này. Và bên trong là nó là cái chiết xuất chứ không phải là đường đâu anh. Đấy, đây là cái viên nang mềm. Đấy. Đấy. Cho nên là thực ra thì em không biết có phải là đường hay không, nhưng mà đấy, đây nó là như thế này đấy anh. Tình trạng ấy cũng là giống như của anh cho nên là anh có thể yên tâm sử dụng nha. Cần gì cần thêm gì thì anh có thể nhắn tin lại cho em để em tư vấn anh kỹ hơn ạ.